Hello, nhà ngay xin chào các bạn. Hiện tại thì Trà My đang có mặt tại khu đô thị Mỗ Lao. Đây là khu đô thị đẳng cấp nhất quận Hà Đông. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một dự án mới hiện hữu ở khu đô thị này. Và bật mí một chút là khu đô thị này thấp tầng và có một vị trí cực kỳ đẹp. Hiện tại thì mình đang có mặt tại cổng của dự án. Như các bạn có thể thấy là ở đằng sau lưng mình là hai tòa chung cư Mulberry Lane và Station Avenue. Và dự án ngày hôm nay mình mang đến cho các bạn thì nằm ở giữa hai tòa chung cư này. Đó chính là biệt thự Hoàng Thành Villas. Như mình có chia sẻ thì Hoàng Thành Villas có một vị trí cực kỳ đẹp. Đây cũng là một điểm mạnh và lợi thế cho khu biệt thự này. Từ giao thông, hạ tầng tiện ích, cộng đồng cư dân hay không gian sống đều rất tốt. Để nói về giao thông thì Hoàng Thành Villas nằm không quá xa trung tâm, nằm rất gần những trục đường chính. Tính ra là nằm gần mặt đường Tố Hữu, mà từ Tố Hữu có thể đi Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Lê Trọng Tấn. Rất dễ dàng và cực kỳ thuận tiện. Như các bạn có thể thấy thì mình đang đứng ở con đường chính của biệt thự này. Và con đường này sau này sẽ được mở rộng và đi thẳng ra đường Tố Hữu. Mà từ đây đi ra Tố Hữu thì chỉ mất khoảng một cây thôi. Và con đường của hai bên rìa biệt thự thì sẽ đi thẳng ra Trung Văn. Và sau khi những con đường này được mở rộng và hoàn thành thì việc đi lại của cư dân ở đây là cực kỳ dễ dàng và thuận tiện. Về hạ tầng tiện ích thì như các bạn đã biết, khu đô thị Mỗ Lao được hình thành từ lâu rồi. Vậy nên là điện đường Trường Trạm hay những tiện ích ở đây thì đã được đưa vào sử dụng và rất nhộn nhịp rồi đấy. Nếu như mà ở đây thì các bạn còn không phải lăn tăn về vấn đề là con học ở đâu hay là khu vui chơi, khu mua sắm, thì ở đây đã có rất nhiều thứ rồi. Mà một điểm cộng nữa, mình thấy là bất kể ai khi đi mua nhà thì cũng quan tâm đến cộng đồng cư dân nơi mà mình sinh sống. Thì ở đây, ngoài hai tòa chung cư Station Avenue và Mulberry Lane siêu VIP này, thì bên cạnh đó còn có làng Việt Kiều châu Âu. Có thể coi đây là nơi kết tinh của những tầng lớp cư dân văn minh này, lịch sự và hiện đại, đẳng cấp. Để nói về sự đẳng cấp ấy, thì mình cũng xin chia sẻ một chút là mỗi lần khi mà mình đi qua đây thì mình rất hay để ý đến hai tòa chung cư này, bởi vì nó toát lên cái vẻ hiện đại và sang chảnh. Mà các bạn biết không, Hoàng Thành Villas ý, thì chính là em út của hai tòa chung cư siêu VIP này đấy. Với hai dự án mà Hoàng Thành kết hợp với Capital lên thì căn biệt thự thấp tầng này chính là mảnh ghép cuối cùng mang dấu ấn Hoàng Thành tại khu đô thị Mỗ Lao này đấy. Để đánh giá về mảnh ghép cuối cùng này thì theo như mình thấy rất là hoàn hảo, bởi vì khi đặt trong tổng thể của hai tòa chung cư khép kín không thương mại hóa và có dân số lên đến 12.000 người thì chắc chắn Hoàng Thành Villas sẽ trở thành một khu phố thương mại sầm uất trong tương lai gần. Hoàng Thành Villas thì được chia thành 4 phân khu gồm 100 căn nhà, và những phân khu này thường được đặt tên theo những loài chim rất là đẹp, đó chính là Hoàng Yến, Vàng Anh, Họa Mi và Vành Khuyên. Trong đó thì phân khu Hoàng Yến là căn biệt thự duy nhất gồm 11 căn biệt thự đơn lập và song lập, có diện tích từ 155 đến 312 m². Đây cũng là phân khu có vị trí đẹp nhất khi một mặt đối diện với chung cư Mulberry Lane, còn một mặt ôm trọn lấy bầu không khí mát mẻ của Hồ Trung Văn. Ba phân khu còn lại đó chính là Họa Mi, Vàng Anh và Vành Khuyên, gồm 89 căn liền kề. Trong đó Họa Mi thì nằm giữa Mulberry Lane và Station Avenue. Đây là phân khu có diện tích nhỏ từ 66 đến 90 m². Phân khu còn lại ở đối diện Họa Mi đó chính là Vành Khuyên. Vành Khuyên thì là phân khu có ít sản phẩm nhất, có diện tích từ 108 đến 155 m². Còn lại đó chính là Vàng Anh ở phía bên kia, với một mặt view hồ và là phân khu có sản phẩm lớn nhất từ 120 cho đến 156 m². Như các bạn có thể thấy, những căn liền kề ở đây thì được xây dựng và thiết kế theo tổng thể hài hòa và giống nhau. Ở giữa khu biệt thự này, theo như kế hoạch thì sẽ được xây dựng lên trường mầm non. Như các bạn đang nhìn thấy thì trường mầm non ở đây chưa được xây dựng. Hoàng Thành Villas là một dự án mở, vậy nên sau khi trường mầm non được xây dựng lên thì còn phục vụ cho cả cộng đồng cư dân sống xung quanh ở đây nữa. Theo mình đánh giá thì cộng đồng cư dân ở đây rất mong chờ sự xuất hiện của trường mầm non này rồi. Theo các bạn thì sao? Nếu các bạn quan tâm thì ấn like và subscribe để có thể cập nhật thêm nhiều thông tin về dự án và trường mầm non này nhé. Ở những dự án mở thì mọi người sẽ hơi quan ngại đôi chút về vấn đề an ninh. Nhưng như theo mình nghĩ thì đối với tổng số 100 căn nhà và diện tích không quá lớn
thì cũng rất dễ dàng để cho đơn vị ở đây quản lý an ninh và trật tự tốt hơn. Như mình có chia sẻ, những căn nhà ở đây thì được hoạt động theo hình thức mở, vậy nên là cũng rất dễ dàng để tăng cao lên giá trị về kinh doanh, rất đáng mua để kinh doanh. Và như các bạn thấy đấy, một mặt của họa mi thì đã đưa vào tiện ích và sử dụng kinh doanh rất là sôi nổi rồi đấy. Giáp về khu dân cư, tuy nhiên thì chủ đầu tư cũng đã rất khéo léo khi mà bố trí các khu vui chơi nhỏ, vừa tạo không gian sinh hoạt cho cư dân này, mà vừa tạo sự ngăn cách với khu bên ngoài rồi. Còn nếu mà bạn mua để ở ấy, thì theo như nhà ở ngay, ngoài biệt thự, các bạn có thể chọn những căn ở mặt trong, đối diện khu vui chơi nội khu, các phân khu như Vành Khuyên, Vàng Anh thì càng đảm bảo sự riêng tư và yên tĩnh. Hoàng Thành Villa thì được thiết kế đối với những căn biệt thự thì là 3 tầng và liền kề thì là 5 tầng. Và tất cả ở ngoài được thiết kế theo một phong cách hiện đại. Bây giờ các bạn hãy cùng theo chân mình vào một căn biệt thự để xem bên trong này có gì nhé. Ở đây thì sẽ có hai cổng, một cổng to và một cổng nhỏ. Như mình đang đi là ở lối cổng nhỏ. Và phía trước này là cổng to với một khoảng sân rất là rộng. Thì với khoảng sân rộng như thế này thì mình nghĩ là có thể để được 2 chiếc ô tô đến đấy. Đi sâu vào bên trong một chút thì các bạn có thể thấy là ở đây có một mảnh vườn nho nhỏ. Với mảnh vườn này thì chúng ta có thể trồng cây này hay là trồng hoa để một bàn uống nước ở đây ngồi chill thì cũng rất là thích đấy. Ở đây thì sẽ có một sân trước và sân sau. Sân sau thì nhỏ một chút, thế nhưng mà vẫn có thể bố trí được tiểu cảnh và làm sân phơi quần áo. Bây giờ các bạn hãy cùng mình đi sâu ở bên trong xem ở bên trong căn nhà có gì nhé. Ở trong này thì chủ đầu tư chỉ bàn giao thô thôi. Và các bạn có thể thấy là ở đây là có lối cầu thang thì chủ đầu tư vẫn để trống. Để cho chủ nhà về thì sẽ có thể là bày trí và bố trí theo phong cách của riêng mình. Mình thấy là cái không gian ở đây thì cũng rất là thoáng này và nhiều ánh sáng nữa. Chủ đầu tư cũng rất khéo léo khi mà trang bị cho chúng ta này cái cửa kính cách âm và cách nhiệt rồi. Theo bạn thì bạn sẽ bày trí theo cái phong cách này như thế nào? Hãy để cho chúng mình một comment ở phía dưới để chúng mình có thể biết được là bạn thích bày trí theo phong cách như thế nào nhé. Một điểm trừ nho nhỏ mà như mình thấy thì ở những các biệt thự ở đây thì đều không có ban công. Mà đối với mình ý, mà không có ban công thì là một điều đáng tiếc, vì mình rất thích ra ngoài này, đón nắng và hóng gió thiên nhiên ở bên ngoài. Bù lại thì chủ đầu tư cũng đã thiết kế cho chúng ta cửa kính rất là to này. Thì mặc dù là có ngồi bên trong mà mở cái kính to ra thì cũng đón được hết gió ở bên ngoài, không khác gì có ban công cả. Bây giờ mình đang có mặt tại căn liền kề của dự án. Các bạn cùng theo chân mình vào phía bên trong này nhé. Ở đây thì mình thấy là chủ đầu tư cũng đã rất khéo léo khi mà để một khoảng trống nho nhỏ như thế này để chủ nhà về này có thể là trồng hoa cũng rất là đẹp đấy. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi sâu vào trong liền kề để xem mà trong căn liền kề này có gì. Liền kề thì cũng giống với biệt thự là chủ đầu tư cũng đều để bàn giao thô để chủ nhà này có thể về và bày trí theo phong cách của riêng mình. Và giống một điểm nữa là cũng có sân sau. Thì sân sau này chúng ta có thể là xây bể cá này hay là làm sân tiểu cảnh, phơi quần áo thì cũng đều rất là tiện lợi. Một điểm khác nữa mình thấy ở liền kề là chủ đầu tư có để hố pit thang máy và cầu thang bộ đi lên. Bây giờ các bạn hãy cùng mình đi lên trên tầng 2 xem có gì nào. Đây là khu vực tầng 2 của căn liền kề và như các bạn có thể thấy thì không gian ở đây này rất là rộng rãi và thoáng mát. Và tầng 2, tầng 3, tầng 4 thì cũng đều được thiết kế theo phong cách giống nhau. Một điểm cộng nữa mà mình thấy ở đây là đều có ban công trước và ban công sau. Nếu như mà ở đây bạn về để ở hoặc là làm spa hay làm văn phòng thì mình thấy là đều rất là rộng rãi và thoáng mát. Mặc dù dự án này chỉ mới bàn giao thôi, tỷ lệ dân về ở chưa đông, thế nhưng ở đây chỉ còn quỹ chuyển nhượng mà thôi. Và mình thấy là tiềm năng tăng giá ở đây cũng rất là tốt. Đầu năm thì chỉ có 150 triệu một mét vuông, thế nhưng bây giờ hiện tại thì con số đã tăng lên 173 triệu một mét vuông rồi. Và so với mức giá trung bình ở đây thì cũng rất là hợp lý.
Nếu như các bạn có nhu cầu và quan tâm đến dự án thì hãy comment ở phía dưới để Nhà ở Ngay có thể giải đáp luôn cho bạn nhé. Và nếu như các bạn yêu thích mình thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe ở phía dưới này để chúng mình có thể gặp lại nhau trong những số sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Hà nói biết.